Hello, welcome to Thái Công TV. Thái Công chào các bạn. Mình xin chào tất cả các bạn trên kênh YouTube của anh Thái Công. Hôm nay Thái Công với Huy muốn chia sẻ các bạn nguyên một cái quá trình thành lập cái showroom Thái Công ở Sao Điền nó ra sao. Em biết bao nhiêu năm chưa? Như là 6 năm đúng không anh? 6 năm đó em. Dạ. Có là 6 năm Thái Công với Huy mở cái tiệm này. Dạ. Từ cái ngày khai trương đến giờ là đã có rất là nhiều những cái sự phát triển mà đến nỗi mà em là người gắn bó từ đầu tiên đây mà cũng không có còn nhớ nữa, tại vì có quá là nhiều những cái thay đổi. Em nhớ cái ngày mà anh dẫn em tới cái tiệm này mà chưa sửa không? Em nhớ cái tòa nhà ở ngoài không? Một cái tòa nhà em không biết là mình phải làm gì với cái tòa nhà này đây. Em nói em chỉ chạy trốn thôi, em nói thôi cái này chắc là nó bự quá, mình không có làm được đâu, nó bự khủng khiếp hả? Chắc mình đi ra ngoài và để em thấy nhớ lại hồi xưa nó là sao không? Em nhớ cái khu vực này ban đầu không? Khu vực ban đầu này là khu vực ngoài trời của cái quán cà phê nè. Hôm trước đó là em biết người ta bích bùn hết. Và anh mới đập xuống. Mình mới làm thành một cái quán cà phê terrace ở ngoài trời, em nhớ không? Mà lúc đó là chưa có kính có gì hết, chỉ là kính. Mấy cái ghế outdoor ngoài trời thôi. Như ban đầu mở rồi khoảng 4 tháng là anh bích lại luôn. Đóng kiến lại tại vì nóng quá. Và cái tiệm mình hồi xưa là cái cửa kiến bự lắm ha. Em đúng rồi. Một cái cửa kiến rất là bự luôn. Tuốt bên đây luôn. Dạ. Có một cái tấm hình ảnh với em đứng ở đây, mình có chưng mấy cái bán bông, em nhớ không? Trước đây là cái chỗ mà cũng bán đồ nội thất đúng không em? Người ta mình nhìn vô có, mình có chưng cái giường ở đây nè. Mình chưng mấy cái tủ rồi. Nhưng mà là cửa kính nhìn xuyên qua đường sát, thấy hết. Bên này là một cái cửa để vô tiệm bông. Cái chỗ này mình làm bông mình để ra bên ngoài, rồi khách muốn tới lựa bông buổi sáng đi cái cửa này cũng được, còn không thì vô cửa chánh mua luôn. Không, cái phong cách hồi xưa là anh định cái chỗ này là giống như một cái tiệm ở bên Âu Châu á. Người ta bán bông tươi nhưng mà người ta tự về, người ta cắm, người ta cắt, chứ không phải là mình ngồi mình cột bông. Thật sự là cái bông này không được thành công ở Việt Nam lắm. Dạ, nhưng mà mình cố gắng cũng lâu lắm em, mình làm cũng một năm mấy luôn á. Vậy anh muốn ta giữ cái không khí cho cái tiệm mình rất là đẹp đúng không? Dạ. Và sau đó mình còn đi bán bình bông nữa. Anh với em phải ra thuốc ở Bình Dương. Dạ. Mua mấy cái bình bông về đây bán. Tìm mấy cái bình bông mà chui vô trong cái kho tìm, trời ơi. Rồi cái trời nóng hơn như vậy luôn. Mà mũi cắn quá trời, mũi cắn mà anh với em môi mấy cái bình bông ra. Mấy cái bình nhỏ vậy nè. Hình như mình mua khoảng, anh nhớ là mình mua khoảng 100 triệu. Mình bỏ khoảng $5,000 mình mua bình bông ở Bình Dương về mà nó chở một xe tay nhà luôn. Rổ mây nè, rồi mấy cái đồ trang trí bằng mây nữa. Mà cũng đẹp mà, em thấy có style. Mấy cái lúc đó là anh cũng không có tên, đặt cái tên là Thái Công Showroom. Anh, cái concept hồi xưa là anh đặt là The Warehouse, là nhà kho Thái Công. Mà trong trọng là mình có luôn nội thất, bông hoa tươi nè, bán mấy cái bình bông gốm nhỏ nè, có nhà hàng nè. Còn gì nữa? Mắt kính, thời trang dài, giày, cái mấy cái túi ba lô của cái hiệu Hersher. Anh nhớ là anh thích mấy cái gối mà đan bằng tay, em nhớ không? Làm bằng len cũng rất là đẹp. Mà cứ chưng mà cái chục cái không ai mua chân em. Anh thấy cũng có là rất là ít người mua, chỉ có một cái người mà Việt Kiều, cái cô Việt Kiều có mua 2-3 cái cho con cậu. Là anh có làm một cái mền nữa, nhớ không em? Bà đang 3-4 tháng mà nó lần đầu tiên bà đang một cái sản phẩm mà nó tốn nhiều công sức như vậy. Mọi đang cái mền. Cái mền đó mình bán chắc cũng là rẻ hơn cái mền hôm nay mình bán đi. Nhưng mà người ta cũng không mua em. Hình như cái cô Việt Kiều đó mua luôn. Rồi cái mình không sang sức nữa. Bây giờ mình vô trong và các bạn cũng biết tiệm Thái Công hôm nay ra sao. Từ một cái bình bông chỉ có $20, Thái Công với Huy bắt đầu bán. Bây giờ Thái Công bán một cái bình bông Baccarat tới $25,000 cũng có nữa. Bây giờ mình vô mình xem đó. Em nhớ không, bởi cái cửa hồi xưa đây là cái cửa mà bằng bự bằng khung kính mà nhìn xuyên được hết. Em nhớ hồi xưa anh thích cái phong cách mà kiểu lugin á, rất là industry, em nhớ không? Thân thiện. Thân thiện vậy. Cái sàn này hồi xưa là mình còn làm bằng xi măng luôn á. Xi măng hết, và cái cửa bự. Nó bự nói mà mình có một cái event chung với Mini Cooper, nhớ không? Mà cái dốc ở đây và nó chạy luôn một cái xe Mini Cooper đậu giữa tiệm luôn em. Dạ. Đẹp lắm.
Cũng như cái phong cách đó cũng là mình đầu tư ban đầu là ok. Yeah. Bởi vì mình phải tìm cái phong cách nào mà đúng cái mức đầu tư của mình. Yeah. Từ ban đầu mà tự nhiên mình mở tiệm ở đây là mình bán liền đèn baccarat rồi lót sàn gỗ ở đây. Ở đâu tiền đâu mà trả, vậy mình phải tìm cái phong cách nào mà không biết có ai mua không nữa, mày đâu có dám đầu tư đâu. Hợp lý. Vậy thay công với Huy nhắc ai mà muốn đầu tư cho mình một cái tiệm mình, cái quán cà phê mình, hay là một cái nhà hàng, hay là cái tiệm gì, thì tìm cái số đầu tư mình có bao nhiêu và mình tìm cái phong cách nào hợp với cái số đầu tư của mình. Em nhớ cái sảnh này giống như anh làm giống như là một cái chỗ mà để display hàng tuần vậy đó. Mỗi tuần là anh thay đổi luôn, có tuần thì làm kiểu Á Châu, rồi tuần làm kiểu Hoàng Gia, rồi lúc để xe, nói chung là thay đổi liên tục. Liên tục. Yeah. Tiếc là anh thấy nó cũng không có giúp đỡ cái kinh doanh mình nhiều, không có nhiều khách đến mà người ta thực sự là appreciate. Anh thấy nhiều cái chi tiết nhỏ nhỏ, cũng như là anh có một cái tấm bảng anh đề là Sài Gòn hôm nay 32 độ, trời nắng mưa, có những cái chi tiết nó làm rất là thân thiện. Có nhiều người khách đến đây được tặng bó bông, hay là cách đây mình có một cái mâm nước suối người ta uống. Anh thấy người Âu Châu thì người ta rất là thích, có nhiều người ta wow, tôi thấy cái tiệm này tôi đang tưởng là tôi đang ở bên Sydney, ở Mỹ, ở đâu có một cái tiệm concept store. Anh thấy nhiều người ở Việt Nam tới đây á, là người ta còn nói với anh là ồ, tôi thấy anh Thái Công bên Đức về mà sao anh mở cái tiệm gì mà thấy nó bình thường quá, sao nó không có sang trọng. Lúc đó mình bán cái những cái nội thất á là sản phẩm mà cho giới trung lưu, đúng không em? Dạ. Cũng như là mấy cái bàn ghế, như là anh nhớ cái ghế mình có khoảng 2 triệu cũng có, cái bàn ăn là khoảng 10 triệu 500 đô la mình cũng có, đúng không? Bây giờ cái bàn ăn mình là tới bao nhiêu tiền em? 1 tỷ. Đó, bị khác biệt. Thôi bây giờ mình vô cái tiệm này cho các bạn thấy cái độ mắc tiền ra làm sao ha. Okay. Mà trước đây là cái chỗ này là không có cái không cửa, có không có cửa, không có tường, tất cả là tiệm mình là rộng rãi hết ha. Trước đó cái cửa này cũng đâu có, em nhớ không? Trước đây thẳng qua luôn. Đây là view wing, trước đây là hồi đó là cái cửa sổ. Bây giờ qua được. Dạ, ở đây là khu vực bông nè. Chỗ này mình đã có cái giường ngủ nữa. Cái... không, ban đầu là khu vực bông lớn ở đây nè anh, rồi sau đó cái anh đấy bông xong anh mới đẩy vô kia. Đúng rồi. Phần bông là ban đầu là đây nguyên cái này bông hết, là bán không được. Cái xong rồi cái bông nó càng ngày nó càng nhỏ đi. Rồi mà xong là đẩy cái bông vô trong kia, bắt đầu mới đem nội thất ra chỗ này. Dạ. Còn cái chỗ này là trước đây là cái cầu thang nhớ không? Dạ. Đó, Duyên em đang ở chiếc cầu thang nó biết không Duyên? Ở trước đây cái chỗ này là nguyên cái cầu thang luôn. Và đây là bây giờ mình biến thành hai cái kho nhỏ ha. Dạ đúng rồi. Và mình mới làm cái cashier này. Thì các cashier này hồi xưa là nằm tuốt ở đằng kia một cái, mình thay một cái bè xi măng bự thật bự, em nhớ không? Một lúc mà vô từ trong cái cổng chánh vô là thấy luôn một cái cashier bự thật bự luôn. Dạ. Yeah. Yeah. Mình làm kiểu industry bằng xây bằng bê tông. Chứ đâu phải là sang trọng như hôm nay mà làm bằng marble. Yeah. Với một người cô gái ngồi đẹp ở đây. Dạ, để các bạn hình dung được vì sao mình ban đầu bán những cái đồ gốm của Bình Dương mà hôm nay bán mấy cái bình baccarat mà tới cả 100 triệu, đúng không? Dạ. Yeah. Chắc mình kể cái chuyện đó một chút cho các bạn nghe nha. Xuống trên lầu mình có một cái bình bông 300 triệu, em nhớ không? Dạ. Yeah. Mà dưới đây thì bình bông bao nhiêu tiền? 3 triệu. 3 triệu. Không sao, xong lúc đó anh mới ngồi bên nhà hàng, anh thấy có một cái người của khách cứ đi vòng vòng. Yeah. Mà lúc đó thì quá đông khách, mình cũng không có đủ nhân viên mà tiếp hết tất cả. Anh thấy cô đó cũng rất là sang em, mà xách túi MS đi vòng vòng đây mà không ai tiếp chi hết á. Cái anh mới tự ra anh tiếp chị. Anh nói, chị thấy cái bình bông này đẹp không? Cái chị nói, ồ cái bình bông này cũng được, cái bình bông bao nhiêu tiền? Cái anh mới khum khum xuống, anh nói, ồ cái bình bông này là 3 triệu. Mà cái bình bông cũng bự như vậy nè, cái bình bông hình như có cái nắp, có con rồng ở trên trển á. Cái xong mà chị nói, nhưng mà em thấy trên lầu có một cái bình bông cũng đẹp lắm. Cái anh nói, ồ chị nói cái bình bông nào? Cái nói cái bình bông hình như bằng pha lê đó. Cái anh mới nói, ồ chị ơi cái bình bông cái giá nó khác hẳn nha. Cái này thì 3 triệu hình như trên trển bình bông anh của baccarat đó thì nó là 300 triệu. Cái biết chị nói sao không? Em biết mà, em biết baccarat mà. Chỉ làm cho anh rất là ngạc nhiên luôn. Cái anh nói thôi vậy mình lên lầu mình xem nha. Cái anh dẫn chị lên lầu, cái chị xem cái bình baccarat em. Rồi lúc đó em không biết đâu, em không có cầm, để có một mình anh tiếp chị thôi. Cái chị coi chị nói, trời anh thấy không cái bình bông này đẹp quá, chắc em lấy luôn nha. Cái anh muốn đứng tìm luôn, anh nói oh my god. Cái chị nói vậy em biết mà, cái này là 15 ngàn là đúng giá rồi. Coi ơi em lấy nha. Cái lúc đó Thái Công mới kêu Huy liền lập tức. Và Thái Công nói cái chị khách này chắc là mình phải đem cái bình bông về nhà chị luôn. Mà chị nói dạ em ở gần đây nè.
cái lúc đó là mình cũng không gói luôn, chỉ nói thôi khỏi cần gói, cái Huy ôm trong bụng và lên xe hơi chở về lập tức, lúc cũng hồi hộp ha. Cái xong rồi đem về nhà cho chị, là chị cũng ở gần đây, cái chị cũng thấy rồi, hai người này mà dễ thương quá luôn ha, đúng không, quá dễ thương chứ thật sự bây giờ mình không có thời gian mình làm cái điều đó luôn á, mà hồi đó là chắc là là hiếm lắm luôn á, đặc biệt á. Anh nhớ mà mình đem về cái để trên cái tủ của chị. Cái xong rồi chị nói trời anh thấy không ơi, cái tủ của em nhìn với cái bình bông này sao nó bèo quá. Bây giờ anh có cái tủ khác anh thay được hay không? Từ đó là bắt đầu thay cái tủ. Sao mà thay cái tủ khác hả chị? Thay tủ khác thì chị nói thôi cái tủ và hai cái ghế cái bên nó cũng xấu luôn. Thôi anh thấy không, thay cho luôn cái ghế. Và cái từ đó là cái khách đầu tiên là mình làm trang trí, thức là mình có nghĩa là mình chỉ trang trí thôi, có nghĩa là mình chỉ đồ đạc chỉ có sẵn, cái nào mà chị không thích mình bỏ ra mà mình thấy cái khác vô. Và cuối cùng chị mua cũng nhiều ha, mua hết nhiều em. Dạ. Em nhớ từ hồi đó khoảng 5 tỷ. 5 tỷ ha. Hồi đó mà bỏ ra mua 5 tỷ trang trí là đúng là nhiều. Cái trong cái lúc đó là cách 6 năm trước là anh với em cũng nói không biết chừng nào mình có một cái người khách giống vậy nữa. Nhưng mà từ cái đó anh mới thấy ồ, vậy là ở Việt Nam cũng có người hiểu biết những cái điều này. Cũng có người ta nhìn ra được một cái bình bông giá trị 15.000 đô la. Chứ đó không ai nhìn ra được. Em nghĩ có nhiều khi nhờ cái chị khách đó mà mình đi theo một cái xu hướng mới của kinh doanh đó anh. Đúng luôn, y chang như vậy luôn á. Có nghĩa là mình cũng thấy được ở Việt Nam mình lúc đó mặc dù là chưa nhiều, nhưng mà dù gì là cũng có người hiểu cái phong cách này và thấy biết những cái đồ này, từ đó mình mới mua thêm. Các bạn thấy không, kinh doanh ở bên Đức cái công ty này là khoảng hơn 20 năm. Mà lúc mà trước 6 năm trước Thái Công mở cái này là bên Đức là anh cũng đã bán Baccarat rồi. Anh bán tất cả đồ mắc tiền hết, mà rất là sang trọng, lộng lẫy cho khách, rất là giàu có, thượng lưu, dân quý tộc, anh thiết kế nhà người ta mà. Thái Công ist Inneneinrichter im Luxussegment. Thái Công Quach für den Hamburger Künstler Thái Công. Thái Công, der Innendesigner. Thái Công Quach arrived here in Germany. Về Việt Nam đó, anh với em quyết định là không bán đồ mắc tiền ở đây. Ban đầu là bán không nghĩ là không ai mua được hết á. Vậy mà các bạn thấy bỏ ra cái vốn 5.000 đô la ra Bình Dương mua thì bán biết bao nhiêu cái bình bông mình mới lời được thành một cái bình bông mà mình bán tới 15.000. Vậy thế cái kinh doanh của Thái Công mới đưa ra là cái diện tích của mình đó, nó khá nhỏ cho một cái showroom mà bán đồ rẻ tiền, giống như là IKEA á, là tới là 10.000, 20.000, 30.000 mét vuông mà rất là đông khách, người ta mới có cái lợi nhuận cao. Bởi cái diện tích mà nhỏ như vậy á, thì mình suy nghĩ làm sao mà mình cái doanh thu mình cao hơn nhưng mà mình không có thêm nhân viên, thêm diện tích. Thì lúc đó mình phải tìm những cái sản phẩm nào mà nó quý giá hơn, nó đặc biệt hơn, nó đắt tiền hơn. Thì có nghĩa là mình bán, hôm nay Thái Công bán một cái bình bông, như cái bình bông này bao nhiêu tiền? Bình bông này khoảng 75 triệu. Rồi em cầm lên cái coi. Bởi cái bình bông này là 3.000 đô la, có nghĩa là mình muốn cái doanh thu mà 3.000 đô la mà mình bán theo cái hồi xưa mà 3 đô la một cái bình bông á. Anh phải bán 1.000 cái bình. Oh my god, chắc anh với em đứng cả ngày đi luôn. Vậy cái chuyện mà bán 3 đô la một cái bình bông, các bạn ai coi thêm thấy không, thế mở cái tiệm bán được hết. Bởi vì các bạn thử đầu tư vô mua cái bình bông này về, mà cái chuyện đầu tư vô cái bình bông này thì đầu tư nó đã khác hơn rồi. Mà bây giờ chưng hết trong cái tiệm này toàn là Baccarat, San Luis không, và có ai mua hay không, cái đó là cái câu hỏi rất là lớn. Ông như mà anh thấy anh là mạo hiểm em. Anh nói nếu mình không chưng á làm sao người ta mua. Bây giờ cũng phải chưng rồi, bây giờ mình muốn bán là mình phải mua về, mình phải nhập về. Mấy cái này không nhập về là ai mà mua được. Nhưng mà em thấy là để bán được những cái đồ luxury như vậy nó khó một cái nữa, không phải là anh bỏ tiền mua cái sản phẩm không, mà anh phải sửa nguyên một cái tiệm nữa để cho nó mới phù hợp với nhau. Tại hồi xưa mà nếu mà nền mà xi măng á là không hợp với cái bình pha lê. Bây giờ vì sao mà tiệm mình thay đổi hết trơn này vậy?
mới nó mới phù hợp với cái này. Sau đó mới qua giai đoạn thứ hai là Thái Công mới bít hết cái cửa sổ này lại và xây hết nguyên cái kệ này bằng gỗ lên và ánh sáng đèn ở trên đây để trình bày những cái sản phẩm này và đập hết và bít này lại. Lúc đó là em cũng hơi sợ nữa, em nói mày gọt nguyên cái tiệm mà ta dòm vô mà tự nhiên anh bít lại hết là làm sao mà được, mà anh cũng bít lại luôn. Em nghĩ bây giờ mà nguyên một cái giá trị của một cái kệ này thôi anh, chắc nó bằng nguyên cái giá trị của nguyên cái tiệm mình hồi xưa luôn. Bởi vì mình phải đầu tư vô hết ở đây. Nói cái nến thơm này là biết bao nhiêu hũ hả? Dạ, mình có tới 30 mùi mà anh. Và những cái hãng này là coi như là mình phải đặt những cái số lượng lớn thì người ta mới cho mình bán độc quyền ở Việt Nam được. Cũng như là một hũ đây mình trưng và mình còn trong kho bao nhiêu hũ nữa người ta phải mua liền chứ. Dạ, đúng rồi. Nói cái là quản lý cái kho này không? Nhức đầu. Nhức đầu luôn vậy. Dạ. Và mình đốt nữa em. Dạ, mình phải đốt chứ, đốt nữa. Phải lấy thơm mà cái tiền đốt bây giờ mình đốt tiền của mình á. Không, em nghe là đầu tư chứ anh. Đầu tư đi. Dạ, ví dụ như mày khách thấy thơm thì khách mới mua được chứ. Nhưng mà các bạn nguyên cái nhà này 1.500 mét vuông mà phòng nào cũng phải đốt nến thơm hết. Dạ, mà phải đốt mấy cái hũ mà bự này. Bự này. Dạ, cái hũ này là khoảng $1,000 đó. Dạ. Bởi vì các bạn muốn làm ra tiền thì phải đốt tiền trước. Ông anh, cái phong cách của anh là giống như là ông Kala phải nói em, mình phải liền tiền ra cửa sổ nó mới vô cửa chánh lại. Nhiều khi có nhiều thứ mình nghĩ là mình không có cần làm, mình không có trưng bày mấy cái này, mình bỏ ra rất là nhiều tiền mình đầu tư. Mà người nào mà hà tiện không chịu đầu tư, không chịu mua nến thơm về mà không dám đốt lên cái tấm thảm mà không cho người ta bước lên, làm sao người ta mua. Với lại tất cả những cái tiền này là Thái Công liền ra cửa sổ đó. Và cái tấm thảm mình đang đứng ở trên đây á, là đâu có ai mua được nữa. Tất cả những cái phòng showroom Thái Công là lót thảm hết và tất cả khách hàng được đạp trên thảm luôn, chứ không có nói ô anh đừng đạp trên thảm, cái thảm đó Thái Công không còn bán được nữa. Nhưng mà mình phải trưng ra mấy cái phòng khách nó mới đẹp, cái giường nó mới đẹp đúng không? Bởi vậy phải đem ra xài. Dạ. Tôi anh nhớ hôm lúc trước là ở đây là một cái tiệm bông của mình anh. Bây giờ là một cái phòng vật liệu. Bởi vì mình có hai người bán bông đây sang như vậy hả? Hải Vân với Vũ. Còn hồi đó cái chỗ này là có cái quầy bông hả Hải Vân? Đúng rồi. Đầu tiên là cái tiệm bông bình thường trước, lúc mà còn sàn xi măng á, là mình để bông trên đây nè. Ở giữa có một cái quầy cho nhân viên người ta cắm bông. Chắc Thái Công giới thiệu cho các bạn là Hải Vân trước ha. Hải Vân là bên đây là bán tư vấn nội thất đúng không? Mà Hải Vân em làm cho anh là bao nhiêu năm rồi em? Từ 2017 đến giờ là 4 năm rồi. 4 năm rồi, cái tiệm anh mở là vì là 6 năm. Vậy là sau 2 năm là em vô rồi. Mà lúc 2 năm vô là cũng sướng chưa ta? Chưa sướng hả? Chưa sướng hả? Còn sàn xi măng chưa? Còn sàn xi măng nữa. Nhưng mà vẫn đỡ hơn Khánh chút nào, hỏi Khánh. Dạ. Yeah. Yeah. Anh nhớ cái mấy ngày đầu em làm cho anh luôn mà hình như bị anh la hoài hả? Vì sao vậy? Phải la em mới trưởng thành. Hồi như cái lúc đó là em mới vừa học thiết kế nội thất ra. Đúng rồi, em học thiết kế nội thất ra rồi em có đi làm thiết kế nội thất cũng ngồi văn phòng với mấy bạn luôn. Làm được chừng 1 năm á rồi em mới qua đây. Mình mới tính làm xe. Làm xe. Xe. Nhưng mà không có kinh nghiệm xe gì hết. Không có kinh nghiệm xe, em nói thẳng luôn. Đúng rồi. Bởi em thấy em cứ đứng mà em thấy khách á thì em sợ. Thấy khách kia em chạy trốn rồi. Em tư vấn khách nói em làm như làm sao em tiếp khách được. Hôm nay Hải Vân tiếp khách rất là giỏi nha các bạn. Coi là em làm cho anh tất cả là 4 năm rồi đó. Là em thấy tất cả những cái gì mà phát triển hả? Dạ, hình như thấy gần hết luôn rồi đó. Vậy hả? Vậy cái lúc đó là cái tiệm bông anh cũng còn nữa. Còn tiệm bông luôn. Dạ, em nhớ lúc trước ở đây là nó còn cái cửa sổ nè. Cửa sổ ra ở đây. Có một cái cửa đi vô để chuyên dành cho người ta mua bông nè. Làm thấy cái tiệm bông mà mỗi tuần mỗi tháng mà anh thấy luyện bông mà anh thấy tiếc tiền lắm luôn em. Hình như cứ 3 ngày là mình phải đổi bông. Bao bông nhà mình luyện hết. Lúc trước tiệm mình cũng có cắm bông tươi nữa anh nhớ. Dạ. Cứ 3 ngày là mấy bạn đi thu rồi xong rồi thay bông mới. Không, nhà hàng là hình như là mỗi ngày thay bông tươi luôn đúng không? Còn trong showroom nữa anh. Showroom nữa đúng rồi. 20 mấy phòng là thay hết. Thay hết. Bởi vì các bạn thấy thay không, trước đó là bán bàn ghế. Nhưng mà thật sự mình không phải bán bàn ghế không, mình muốn đẩy khách hàng đến là mình bán phong cách sống, bán lifestyle. Thì mình phải chân bông tươi, cái nến thơm, cái này kia mình phải làm, người ta mới hiểu cái phong cách sống được. Vậy muốn bán một cái sản phẩm bàn ghế mà hôm nay mà tới 10.000, 20.000 đô la cho một cái ghế sofa, một cái đèn cả 100.000 đô la thì không phải là chuyện dễ. Mà em có nghĩ mình phát triển tới ngày hôm nay giống vậy không? Hay không? Em cũng không tưởng tượng ra được luôn. Em cũng nghĩ là em làm lâu ở đây tới như vậy luôn á. Dạ. Yeah. Không, hồi xưa anh thấy Hải Vân đẹp gái lắm ở nhà, dễ thương lắm nữa nha. Còn rất là thon luôn á. Bữa nay anh là bây giờ sao? Không, bữa nay cũng sang trọng hơn nha. Anh thấy rất là tính tổng phó đâu có được. Không, hồi xưa là trẻ hơn nhưng bây giờ rất là sang, rất là có phong cách nữa. Còn anh cũng đầu tư, anh với anh thấy con cũng đầu tư phong cách cho tụi em quá trời. Dạ đúng rồi, bây giờ thiếu một cái đồng hồ Rolex nữa thôi. Còn anh có ngứa là đứa nào mà làm cho anh 10 năm xe với bên là anh tặng một cái đồng hồ Rolex.
10 năm lận mà. 10 năm. Trời em còn tới 6 năm lận. Cho em còn cưới chồng luôn á. Nhưng người xây dựng cái đồng hồ đấy đầu tiên là chắc là hũ đó em. À, hũ cho đồng hồ đấy tặng. Hũ là như mấy năm mà? 7 năm. Dạ 7 năm. Anh hũ là hình như bên Tú Xương qua đây luôn á. Trước 7 năm á. Dạ cố gắng 3 năm nữa đi. Mọi đứa treo một cái đồng hồ. Anh hũ sắp được rồi đó. Chuyện dễ mà. Giống như phi trường. Phi trường đúng không? Anh thấy là Huệ Phân với lại Vũ hay Khánh đó là phát triển là sau cái những cái đợt mà đi công tác ở nước ngoài. Thật sự anh thấy về thấy tụi em lớn lên trưởng thành mà thấy văn minh hiểu biết hơn nữa. Lúc đó là nói chuyện với khách anh thấy cũng tự tin hơn. Dạ đúng rồi. Anh biết gì? Em thấy sao? Này ngày này năm trước luôn á. Thì không? Năm kia luôn á. Dạ. Trời. Đúng bữa nay luôn hả? Hai năm trước, 2019. Là bố mình đang ở Ý. Dạ đúng rồi. Tháng 4 luôn. Này là ngày cuối ở Ý. Ghê vậy đó. Cái là mấy năm? Cái đây mấy năm? 2 năm. 2 năm thì theo biết thì Vũ chắc là các bạn cũng biết rồi. Vũ là trợ lý tài phải của Thái Công đúng không? Dạ. Tài phải hay tài trái em? Tài năng nữa. Nhưng mà làm cho anh bao nhiêu lâu rồi? Em làm sau phần năm là 3 năm. 3 năm rồi đó? 3 năm. Cũng lâu á. Cũng lâu á hả? Lâu á. Anh tưởng là làm chừng năm mà hả? Ừ. Sao cảm giác thấy ngắn hơn ta? Lâu lâu lắm. Em thấy cũng 3 năm rồi hả? Em cảm giác lâu hơn. Nói ngồi xàm. Ủa em làm cho anh? Em làm cho anh 3 năm rồi? 3 năm rồi. Wow. Thì 3 năm em thấy trong 3 năm nay em thấy mình có phát triển dữ không? Quá dữ. Quá dữ hả? Nói chung là quá nhiều so với cái khoảng thời gian này. Em thấy còn nhiều hơn anh thấy nữa. Vậy hả? Dạ, tại vì cứ mỗi ngày anh có nhiều idea là anh bắt đầu thay đổi. Yeah. Em biết một cái công ty nó phát triển á, nó không phải là nó phát triển chỉ như vậy không đâu. Cái công ty mình phát triển như nó đi lên như vậy nè. Rồi là cái công ty mình phát triển theo người ta nói là giống như là cái cây đánh golf á. Kiểu là mới bầu nó phát triển rất là chậm. Mỗi năm mình phát triển 5 năm, bây giờ mình qua tính một cái nick này rồi là bắt đầu nó sẽ vượt lên đây. Thì anh tin rằng chắc là 1-2 năm nữa là bắt đầu mình qua tới cái click này nè, là mình sẽ lên nữa. Mà anh chưa biết mình sẽ làm gì. Chưa biết. Và cái đó là cái thú vị của cuộc sống và cái nghề nghiệp của anh Huy làm ra. Chưa tới anh, chưa tới. Không biết được. Trời ơi, chứ còn lâu. Đường còn dài, em đứng 6 năm nữa. Còn dài em ơi. Thế giờ là tăng tốc rồi đó. Tăng tốc hơn. Dạ, giờ tăng tốc. Sau khi mà anh quyết định là bỏ cái shop hoa là bắt đầu mình trưng đồ decor trong đây mình bán. Dạ. Cũng có cái bàn tròn trên chiến. Mà cái lúc là decor mình là mấy cái đồ đó là mắc tiền chứ hay là cũng còn chung chung? Dạ cũng chưa đâu, giống chưa. Như một cái bình bông nó có khoảng 15 triệu là cao nhất rồi. 15 triệu là 700 đô la. Giống như em nhớ hồi xưa những cái đợt hàng mà ví dụ baccarat về thì mỗi lần mình về mình chỉ có khoảng 10 bình mà. Còn bây giờ mỗi lần về cả trăm bình. Cả trăm bình mà mỗi bình số lượng 5, số lượng 6, chân không hết là phải đánh trong sốc. Cái kho của mình là cũng rất là nhiều tiền ha, một cái khủng khiếp trầm trầm. Bây giờ mình cũng phải tổ chức cái hệ thống làm sao mình quản lý tất cả những cái đồ đó. Tại vì đồ càng lúc càng nhiều mà. Càng nhiều. Nhưng mà nó không có, nếu mà tính lại thì nó không có nhiều bằng hồi xưa mà như mấy cái đồ sơn mài. Hồi xưa mình cũng bán đồ sơn mài sản xuất ở Việt Nam, em nhớ không? Mình cũng trưng đây nó cũng khoảng bao nhiêu triệu, 2-3 triệu cái hộp đúng không? Đúng, 2-3 triệu là mắc rồi. 2-3 triệu. Hồi đó em bán được cái hộp đó là em mừng lắm rồi. Bởi vì bây giờ em đạt cái target của em mà trong tháng em bán á, là bây giờ là dễ hơn hay sao? Dễ hơn. Với lại hồi xưa một cái hóa đơn mà cao nhất em bán được chắc 200 triệu là em thấy em tưởng tượng như 2 tỷ vậy đó. Còn như 200 triệu là giống như basic mỗi ngày là mới được. Có nghĩa là mua vô bán lẻ luôn. Dạ, vậy từ cái giai đoạn mà bán từ cái sản phẩm sơn mài ở Việt Nam mà bây giờ bán đồ lacquer của bên Ý nhập về mà người ta thi công rất là cầu kỳ, một cái hộp tới 20 triệu. Cao gấp 20 lần. 20 lần. Mà người ta cũng, cái người khách người ta thấy rõ ràng chứ hả? Ra thấy cũng là nó cao cấp hơn. Nhưng mà cái khách của mình là người ta đòi cái cao cấp đó đó. Đây mình bán rẻ, đồ rẻ rẻ thì biết bao nhiêu tiệm ở đây người ta bán cái kiểu đó. Nhưng mà tới Thái Công á thì cái sản phẩm người ta đòi hỏi là nó phải khác. Tuy nhiên bây giờ anh bán sơn mài mà biết bao nhiêu tiệm ở Sài Gòn cũng bán, anh cần bán làm chi? Nhưng mà anh đã bán ở bên Đức là những cái hộp đó là bên Ý về anh bán cả chục năm nay. Mà tuy nhiên anh về Việt Nam anh bán đó, thật chứ anh nhìn mấy cái đó anh cũng hơi không, thực sự là bây giờ có những cái người khách người ta nói là những cái sản phẩm tại thời điểm hiện tại mới là đúng là những cái sản phẩm của Thái Công. Và những cái đồ này mới đúng là cái phong cách của anh, những cái gì mà người ta đang mong đợi. Thì giống như anh nói, những cái khách mục tiêu lúc trước người ta biết về anh rất là nổi tiếng, thì mình bán mấy cái đồ mà rẻ tiền vậy thì nó đâu phù hợp với anh đâu. Mỗi lần mà ở đây mà mình, mà công ty mình quyết định là sửa tiệm hay là mình trang trí lại, Vũ em thấy sợ không? Nói chung là mới đầu thì cũng hơi bất ngờ, tại vì em thấy con quyết định rất là nhanh. Nhưng mà lúc sau thì em thấy nó cũng bình thường. Anh nói thật sự là anh không có nhớ bao nhiêu lần sửa tiệm rồi luôn. Rất là nhiều. Hồi xưa em nhớ là cứ khoảng 2 tháng là anh thấy con sửa tiệm một lần. Mà bây giờ vẫn tiếp tục sửa. Dạ, tiếp tục sửa. Không, nhiều nói chung là mình sửa cho khoảng 5 lần lớn đi.
Mới đang ban đầu vô tiệm là cái đầu tiên lớn. Rồi sau đó cái bắt đầu mình mới khai thác cái lầu 2. Cái luôn mình để trống luôn, mình chưa khai thác nữa tại vì đầu tư rất là quá nhiều tiền. Xong rồi cái mình đặt cái đầu tiên trước nhất. Rồi sau đó cái lầu 1 là em nhớ nguyên cái nó thành một cái phòng, em nhớ không? Lúc đó em có thấy chưa? Nguyên cái lầu 1 là thành một cái kho bự đồ nội thất để rờ hết trơn á. Có tường lầu 1 luôn. Có tường 1 rồi đó. À, lúc đó mình xây trần lại, mình mới xây tường lại. Cái là cái đầu tư lớn đó. Mình lúc đó làm cái đó nhưng mà ở dưới đây là còn mở. Có là chỉ lên trên là đẹp thôi. Mà ở dưới đây là cũng còn xi măng. Đúng không em? Lúc em có thấy còn xi măng đây chưa? Chưa. Có nghĩa là em tới chỉ có nghĩa là 3 năm trước là 3 năm là mình cũng là thấy cái phong cách này rồi ha. Nhưng mà có nghĩa là trước đó là anh chỉ làm lầu 1 cái chia phòng rất đẹp. Khánh là thấy cái cảnh đó. Và sau đó cái mình mới thấy trên nó đẹp quá. Cái mình mới bắt đầu mình mới đầu tư tiếp tục nữa. Cái anh bắt đầu mới chia phòng xây ở đây, xây trần ở đây. Rồi lúc đó là mình làm luôn cái nhà hàng mình đại luôn. Rồi cái cốt truyện nhà hàng là một cái đề tài khác, chắc là chúng qua bên nhà hàng mình đề tài tiếp tục nhé. Ok. Lúc em vô là anh làm mấy cửa chia phòng mà. Hồi đó là phòng là mỗi bên là nó thông nhau hết. Rồi sau đó mới làm cửa anh chia tại vì nó giống cái nhà hơn á. Lúc đó là đồ anh đầu tư khác rồi. Lúc đó đầu tư những cái đồ mà nhập khẩu từ Ý như Longhi, Franco nha. Và mấy cái tường này mình làm vậy nhưng mình cũng phải bảo trì hoài hết. Anh thấy bắt đầu chỗ này nứt này kia, dán tường sơn mình phải sơn lại hoài luôn á. Anh không biết mình sửa tiệm hoài luôn á. Mấy cái bóng... đó cũng là một bước á anh. Ở đó anh sửa xong tường trệt là mới tường sơn thôi, sau này anh mới thêm pano gỗ rồi mới dán tường nữa. Mà lúc đó chưa có cửa nữa. Rồi mình mới đầu tư thêm mấy cái cửa vô nữa. Nhưng mà anh với anh Thái Công thích sửa tiệm. Tại vì anh Thái Công quan niệm là sửa là mình không phải là mình sửa mình đổi cho vui, mà mình sửa là mình đi lên một cái cấp mới. Thì mỗi lần mà anh thấy sửa xong á là mình sẽ đồ đẹp hơn nè, phong cách mới nè, rồi dùng đồ đẹp hơn nên là khách cũng sẽ thích hơn nữa. Nên là lúc nào anh cũng cái tiệm mình nó phát triển chứ nó dù nó đã đẹp rồi nhưng mình không có giữ lại hoài. Không, nhưng mà mình cũng phải có tiền ở đâu ra mình sửa tiệm. Có là mỗi lần mình kinh doanh mà càng tốt mấy cái project á thì cái tiền của mình thâu vô á là anh cũng phải đầu tư vô tiệm tiếp tục. Thì anh rất là thích đầu tư vô tiệm mình lắm. Cái có tiền bao nhiêu là anh muốn bỏ vô đây anh sửa tiếp tục cho nó phát triển lên, chứ không phải là mình lấy tiền ra mình xài. Thì cái đó là một cái bí quyết thành công của Thái Công, mà có thể Thái Công sẽ nói cho các bạn nghe. Nếu mà ai muốn kinh doanh một cái business gì đó thì cái tiền mà các bạn thâu vô là suy nghĩ ra chúng ta đầu tư vô tiếp tục trong cái tiệm của mình, chứ đừng có tự lấy cái tiền đó là mình đầu tư mua bất động sản hay là mua đầu tư vô mỗi công ty khác. Lúc nào Thái Công chỉ thích đầu tư công ty mình thôi. Cái đó là cũng một cái phong cách của anh hồi đó. Giờ em có anh có tiền bao nhiêu là anh cứ đầu tư vô công ty mình. Và một cái điều mà anh cũng không thích đầu tư vô nhiều cái tiệm khác nữa. Có nhiều người vừa có tiền xong một cái mướn cái tiệm ở Hà Nội, mướn tiệm ở Sài Gòn, đủ chỗ hết trơn á. Đã ra mình chia phối ra, cái mình lấy cái tiền đó mình đầu tư vô tiệm mà thật sự tiệm nào không ra tiệm nào hết. Vậy cái bước cùng là anh chỉ thích mở một tiệm. Hiện nay tới ngày hôm nay 6 năm mà anh chỉ đầu tư tất cả vô một tiệm thì anh muốn cái tiệm này nó thật là perfect, của hàng hảo, rất là đẹp. Vậy nếu mà các bạn muốn thành công thì các bạn cứ nghĩ là một cái chỗ nào địa điểm mình làm tốt nhất có thể và mình tất cả mình đầu tư vô đó, chứ đừng có đầu tư vô nhiều chỗ mà chỗ nào không ra chỗ nào. Nhưng mà anh thấy hay một cái là mình mở tiệm tới 6 năm nay mà trong vòng đó biết bao nhiêu tiệm ở Thao Điền người ta mở, người ta đóng, người ta mở, biết bao nhiêu tiệm nó thất hay là tiệm khác mở đóng, nhưng mà mình tồn tại tới ngày hôm nay. Vì sao vậy ta? Các bạn thấy bán đồ nội thất không phải là dễ, thấy dễ mà không dễ. Bởi vì công ty Thái Công không phải là bán nội thất không, và chúng ta đây là bán phong cách sống. Ôm lại kỷ niệm xưa. Ủa cái này bắt cái ra cũng mới treo hả Thầy Vân? Thêm một cái nữa hả? Cái này dễ thương lắm luôn á nha. Sky Villa lấy. Ồ lấy hả? Dạ. Treo trên bồn tắm hả? Wow. Ủa em cũng có khách muốn mua á. Mới hồi cuối tuần vô coi. Vậy hả? Thế chứ bởi bắt ra mình bán hơn là phở nữa. Bằng 1 tỷ. Bởi em biết không, anh bán phở mình bán rất là dở luôn á. Bởi cái bây giờ anh tập trung bán bắt ra. Mà nhà hàng của mình là anh sẽ đóng á. Em có nghe cái tin đó chưa? Nghe rồi. Em cũng biết sắp tới em ăn cơm đâu. Anh đang làm một cái quán cà phê riêng cho tụi em luôn. Đẹp lắm. Anh đặt là cafeteria.
sang luôn. Sang vậy, kiểu mà ý chút xíu luôn. Có máy lạnh như máy lạnh như em nghĩ sao? Anh làm bàn ghế hết trơn là anh đang tìm có người bẻ mấy cái lá cây cho mấy. Anh trong chén first bag luôn. No. Cái là em hết ăn hết ngon rồi đúng không? Cảm em tự nhiên chút xíu đúng không? Yeah. Yeah. Cái gì các kỳ ăn chén đồ sứ Minh Đông lại hả? Này xin lỗi. Ông Mai Mamet. Mà bây giờ cho ăn. Ồ đúng rồi, anh còn mấy cái chén dĩa Mai Mamet em. Welcome to Thái Công Palais. Em thấy giống cái Palais không? Cái Palais, Palais là giống như ở Paris ấy, nó có mấy cái Palais không gian như vậy. Lộng lẫy ha. Ai bây giờ vô bước vô tiệm mình là phải wow á. Có là trước đây là không có cái tường này và không có cái cửa này. Và đằng sau đây là nhà hàng ha. Sửa em nhớ cái giai đoạn này sửa không? Trời, cực kinh khủng luôn. Quá khủng khiếp, bụi bặm quá chứ. Em nhớ ngay cái chỗ này nhất nè. Hồi đó là mình quầy lại xung quanh hết, là chỉ còn ở chỗ này thôi, là anh để một chồng thảm. Rồi mình để bàn ghế sale trên đó, là kê sẵn một cái console để làm cashier tạm bỡ thôi đó. Tạm bỡ đây thôi không? Có nghĩa là lúc đó mình đang bích cái này ra hết. Và chỉ có một cái con đường lên lầu thôi. Và đằng sau đang phá vỡ đập xuống lại. Dạ đúng rồi. Những lúc mà mình sửa ra mình vẫn không có đóng tiền ngày nào. Dạ không đóng tiền. Vẫn hoạt động bình thường. Dạ. Phải tìm cái lối đi lên. Cái đó cũng hay, có nghĩa là mình sửa nhưng mà mình không bao giờ đóng tiền cứ tiền hết. Dạ. Bởi vì mình thấy cái ban đầu mà anh sửa ở đây là đã khủng khiếp rồi. Anh Danh Huy là ban đầu là tới đây mỗi ngày luôn mà 4 tháng trời. Hả? Mà cái chỗ này là một cái bãi chiến trường, cái này là đó là cái nhà kho mà anh phải đập xuống hết mà toàn là trời, cái đó quá khủng khiếp. Dạ. Dạ. Lúc mà anh lấy cái tiệm này á là cái phong cách mà chia phòng này là từ ban đầu anh có nghĩ trong đầu rồi. Nhưng mà lúc đó anh không có dám nói ra luôn. Anh không dám đầu tư luôn, thật sự cái đầu tư này nó quá lớn. Thì anh không dám nghĩ đến. Bây hôm nay thì cái tiệm tới hôm nay là nó cũng rất là Thái Công style, rất là phong cách của anh luôn. Nói chung như là nó giống như với những cái gì mà anh suy nghĩ từ ban đầu đúng không? Dạ. Yeah. Chắc là tương lai chắc anh muốn có giống như là một cái Thái Công building hả? Tòa nhà Thái Công hả? Có là anh tương lai anh muốn có như là xây từ ban đầu luôn đó, có là mình phải thiết kế xây nguyên một cái ngôi nhà, ở dưới là showroom, nhà hàng, ở trên là văn phòng, trên đó nó mới đẹp được. Còn như vì cái phòng này mình thiết kế giống như là anh gọi là giống như sân khấu đi, tại vì anh muốn trưng bày những cái phong cách này. Nhưng mà tất cả những cái tường này thì mình cũng phải bằng xây bằng chỉ là thạch cao lên thôi, đúng không? Nhưng mà giấy dán tường rất là đắt tiền, giấy dán tường là của bên anh. Bây giờ tường nếu mình hết là mình phải tháo xuống là bỏ rồi chứ đâu có xài lại được nữa. Mà nguyên cái phòng giấy dán tường không biết bao nhiêu tiền nữa. Bây giờ là mình thay mấy lần rồi em? Hai lần rồi hả? Chắc là chuẩn bị thay nữa đó. Yeah. Xong rồi chắc là mình qua bên đây ha. Qua bên đây là có Khánh kìa Khánh. Em làm cho anh cũng là hình như là bằng Hải Vân luôn không ta? Trước Hải Vân luôn. Vậy là em là xe là lâu nhất ở đây luôn á, là bao nhiêu năm rồi? Chắc đời đầu. Đời đầu hả? Khánh là lâu anh. Khánh là em phỏng vấn đầu tiên luôn. Là mấy năm tất cả? Em bắt đầu từ thử việc từ cuối tháng 4 2016. Dạ. Nhưng mà chính chạy hơn á. Không những cái tiếng Việt thì nó là đẹp về lũa hả? Người đẹp về lũa hả? Hả? Đẹp gì? Người đẹp vì lũa. Người đẹp vì lũa đi sao? Thì tại vì mặc áo vest. Hồi xưa bán hàng chỉ mặc áo sơ mi thôi. Dạ, đúng rồi, sơ mi bình thường. Dạ. Muốn bán những cái đèn baccarat, đèn chùm 2 tỷ, cái sofa 300 triệu là phải mặc giống Khánh này nè. Phải không? Đúng rồi. Những cái bộ áo vest này nó cũng đem cho em một cái tự tin đúng không em? Đúng rồi, giống như anh nói là nó tạo cho em một cái áo giáp. Thì em khi mà em nói chuyện với khách hàng thì em rất là tự tin em nói. Và nó kiểu nó thẳng người mà mình nói rõ ràng những câu nói mình nói hơn với khách. Không gì quan trọng, anh nghĩ là em không phải mặc cái áo vest này không, nó làm tự tin. Tuy nếu mà em mặc áo vest này mà em chưa có cái tự tin trong người á, thì anh nói là em là hành môn quá trang. Thật sự anh không phải là quá trang cho em vì cái áo vest không, mà anh phải quá trang cho em vì cái tư duy, cái tinh thần. Đây là Khánh cũng được đi Paris một lần. Dạ. Dạ. Nếu mà năm nay mà không có corona này là chắc cũng dẫn mấy em ít nhất là phải đi Paris hay London một lần. Dạ. Nữa đúng không? Có nghĩa các bạn thấy không phải là đầu tư vô chỉ sửa nhà không đâu, đập tường đâu, nhưng mà hãy đầu tư vô nhân viên của mình nữa. Mà người nào mà làm càng lâu như Khánh hay Lệ Vân thì ta rất là thích đầu tư vô cái trí tuệ, cái hiểu biết và cái kiến thức cho nhân viên của mình, cái điều rất là quan trọng.
Nhưng mà Huy với anh Thái Công thấy mà nhân viên của trong công ty mỗi ngày một lớn hơn, mỗi trưởng thành hơn và về cái kiến thức chuyên môn mà cũng giỏi hơn nữa là thấy rất là vui. Tại vì mình nghĩ là những cái người mà nói chuyện với khách hàng mà tư vấn cho khách như vậy thì mình thấy rất là thấy thích. Anh cũng rất là thích là nhân viên của mình đó, có một cái tự tin và cái tự hào. Không phải là vô đây và khách hỏi sai biểu chỉ này chỉ kia. Bởi vậy nếu mà Khánh nó rất là tự tin, không ai mà nói chuyện với nó cái kiểu được hết. Hay là Hải Vân cũng vậy nữa. Cái này là em nhớ bài học đầu tiên lúc mà em mới vô đây làm luôn á. Em nhớ mà lúc mà còn đứng trên sàn xi măng á là anh Thái Công đã nói cái câu là em nhớ tới giờ luôn, nói là em là phải bản lĩnh lắm em mới dám đứng trên đây á, cái này giống như cái sân khấu vậy, em bước ra là em phải khác liền rồi. À. Nói chung có buồn, có vui hay có gì là dẹp ở nhà hết, mà ra đây là phải tự tin, phải giao tiếp, phải niềm nở. Thì anh thấy cái đó là một cái sự chuyên nghiệp mà, đúng không? Em đâu có thể nào đem một cái chuyện cá nhân của em mà làm ảnh hưởng đến một người khách nữa. Người ta có tội tình gì đâu. Người ta vô đây người ta mua đồ thì em và phải em công nhận cái đó là mình không có giả bộ được, giống như anh nói bây giờ lúc đó thời điểm đó mà em mặc vest vô thì em cũng không có giả bộ tự tin được như bây giờ. Ủa mà sao tới hôm nay mà anh thấy chỉ có Khánh với Vân với ai nữa ta share trong team mình em? Vũ. Vũ. Mà Vũ là trợ lý mà share. Nhưng mà mình tìm xem share hoài mà sao mình biết bao nhiêu người luôn á. Anh không biết bao nhiêu người là Khánh. Hả? 30, 40 người không ta? Hả? Mà, trời đó luôn á. Mà mình đầu tư rất là nhiều thời gian nữa. Có nhiều người thử cho mình 3 tháng. Dạy từ ly từ tí giật. Em nhớ đứng cả group ở đây nè. Rồi là tự đóng vai khách rồi đứng vai tiếp. Hả? Mà làm hoài là không được. Hả? Em chưa thấy ông chủ nào training sale có tâm vậy luôn. Ông cái vấn đề là mình muốn bán nội thất đắt tiền là mình phải hiểu biết về cái đồ này. Nếu không hiểu làm cái gì bán, bởi cái đó hơi khó. Có nhiều người nói ô cái tiệm này đẹp quá, tôi chuyên môn bán xe, bây giờ vô đây tôi xin làm việc. Nếu mà không đem cái sự hiểu biết trong nội thất thì rất là khó tư vấn. Và cái yêu cầu mà khi mà anh tuyển dụng sale thì anh cũng là yêu cầu khó nhất. À, yêu cầu cao nhất. Vì vậy anh đòi hỏi là từ cái tác phong, cái tư duy, cái gương mặt cho tới cái cách nói chuyện là đều phải rất là chỉnh chu. Cũng như bên Đức em muốn làm cho một cái tiệm bán nội thất như anh đây á, thì em phải có một cái bằng cấp sale, cái bằng cấp bán hàng. Có nghĩa là trong đó em phải đi học tới 3 năm trong, vừa trong trường học mà em phải có kinh nghiệm trong tiệm nữa. Có thể nếu mà anh mà mở cái tiệm Minh Đức á, thì anh phải người coi cái người đó là có bằng cấp bán xe không, và lúc đó người ta có học bán nội thất hay không. Tại nếu mà em học bán nội thất thì em biết là vải cotton, vải lụa, tất cả vải là gì hết, và cái vải nào mình dùng cho cái ghế sofa nào mình ngồi trên đó nó có bị mau mòn hay không, là tất cả những cái phong cách nội thất, tất cả những cái chi tiết vật liệu làm em phải hiểu hết. Và sau đó em phải học thêm là cách giao tiếp với khách hàng nữa. Vì những cái điều đó ở Việt Nam anh thấy không có đào tạo. Bởi vì cái người tìm cái người đó mà cho công ty mình đó, anh thấy rất là khó đó. Và bên cạnh đó thì anh phải dành rất là nhiều thời gian để training cho tụi em mỗi ngày. Bởi em thấy một cái bằng chứng mà vì sao Khánh với Hải Vân là còn tồn tại tới ngày hôm nay, mà hôm nay rất là giỏi, vì được đào tạo từ bài bản, từ ban đầu. Có là từ ban đầu công ty đang phát triển và em cùng nhau phát triển theo hết. Thì em tới ngày hôm nay là khoảng là 5 năm rồi, rất là lâu dài, có như là được đào tạo. Bây giờ mỗi mướn một cái người khác mà nhảy vô cái tiệm này liền lập tức mà kêu tư vấn á, người ta không có đi theo kịp. Nếu mà người ta chưa bao giờ bán trong một cái tiệm nội thất mà cao cấp như vậy thì người ta vô đây người ta rất là bỡ ngỡ. Vậy vậy tới hôm nay không tìm người sale như Khánh và Hải Vân được. Cũng hay á. Em làm cái chỗ nào mà không ai thấy em được đó. Cái là cái sự mà anh thích đem cho công ty mình, cho nhân viên mình như vậy. Anh muốn đem một cái nhân viên của mình là phải cảm giác tôi làm một cái vị trí này không ai thế tôi được hết, từ tôi một có một cái giá trị. Và một cái điều thứ hai anh muốn nhân viên mình á, là mình phải xây dựng lên một cái tương lai. Như Khánh thì giỏi là một thành store manager, rồi lúc mà anh mở cái tiệm khác thì Khánh mới qua bên bển quản lý tiếp tục. Hải Vân thì là làm decor rất là nhiều, và mỗi mô giảng thì Hải Vân cứ tập trung làm decor và thêm một cái team của em, có thể em gây dựng thêm của em là những người phụ em nhiều hơn nữa, như là sáng đâu rồi sai biểu nó các ngại đúng không? Vậy là em phải ít nhất là thêm em phải 4-5 người để coi nữa. Nếu mà mình mô hình mình còn lớn hơn nữa. Khá là nhớ chỗ này xưa có một cái bàn cashier bự luôn. Có lẽ vô tiệm thẳng kia luôn hả? Dạ đúng rồi, từ đó đi thẳng vô là thấy nguyên cashier. Dạ đúng rồi, cái cashier hồi xưa của mình là cái bàn nó em thấy dài nhất luôn á. Dạ. Anh treo mấy cái đèn ở đây mà. Cũng treo cái chiếc cashier ba cái. Dạ. Có là thật sự là mình làm đơn giản bằng xi măng nhưng mà nhìn cũng rất có gu luôn. Yeah. Cái đó là cái mà vì sao công ty mình phát triển là như vậy đó. Có nghĩa là qua cái giai đoạn nào thì mình cũng có cái sự đặc biệt của nó. Cũng như hôm nay á,
ai nhìn vô cái tiệm mình rất là đặc biệt. Nhưng mà nếu mà ngưng cái chỗ này mà có thể là nhìn 3 năm sau đi thì cái chỗ công ty mình chắc có thể là người thấy là đặc biệt hơn nữa. Cái lúc đó mình ấy, hồi xưa em nhớ không, cái chỗ này mình làm như vậy có là mình chưa biết 3 năm sau cái công ty mình sẽ ra sao. Không biết được. Còn nhớ, em nhớ chỗ này nữa. Lúc trước nó là một cái kho đó. Em ngủ đây hả? Đúng rồi, thời gian đó của mình đây mà em làm cực mệt luôn. Rất là mệt luôn. Ủa là chỗ kia, chỗ này nhớ là để thảm này. Để thảm hả? Nhưng mà trước kia nữa là chỗ này em mở cửa là đã có cái hai tầng em ngủ đây nè. Em ngủ chưa đây. Dạ. Còn bây giờ nè. Bây giờ nè. Cái này là cái bộ bàn của Fatal ha? Cái bộ bàn hiện nay như tiền Khánh? Dạ, cộng ghế với bàn là 1 tỷ 6. 1 tỷ 6 cái bộ này. Thêm cái đèn baccarat này là 18 bóng. 2 tỷ nữa. 2 tỷ mấy nữa. Đó. Hồi đó là hai cái này cộng lại là chắc bằng nguyên cái tiệm mình đó hả? Nếu mà em bán hết nguyên cái tiệm mình chắc cỡ nhiêu đây thôi á. Bán rất là nhiều luôn, anh cỡ bán mấy trăm món, nghìn món với giá trị này. Mà em thấy cái tư duy anh hay không Khánh? Có nghĩa là từ một cái bàn ghế mà chỉ có $300 mà giờ anh bán một cái ghế này tới $6,000. Sao em bị tự ti lắm. Lúc anh nói là là sau này tụi em phải bán như vậy, cảm giác như tụi em bị tự ti, em bị tự ti lúc đó luôn. Em kiểu em phải dí theo nó, mình phải dí theo để mình phát triển lên, mình phải hoàn thiện lên để bán được những cái sản phẩm này. Lúc đó là em không có tự tin nói anh là em sẽ bán được cái này. Bán một cái ghế mà 9 triệu nó khác một cái ghế 98 triệu nhiều lắm. Cái này là mình cũng phải đầy đủ tự tin rồi mình hiểu biết về nó. Tự tin với hiểu biết thôi chưa đủ. Anh Thái Công cũng làm cái kênh YouTube thì một phần là cũng làm cho khách hiểu được cái dòng hàng này là nó rất là cao cấp thì người ta chưa bao giờ biết. Thì ít nhiều người ta cũng biết được cái căn bản rồi. Thì vào đây là khách chỉ đặt những cái câu hỏi thêm thôi thì tụi em sẽ giải thích nó dễ hơn. Nhưng mà em hiểu cái ý Khánh nói hồi nãy là bán một cái ghế ăn mà 98 triệu hồi xưa đó tụi em là ước mơ luôn á. Tụi em đặt cái target giống vậy đó. Không, nhưng mà anh rất là thích bán đồ mắc tiền Khánh, anh biết vì sao không? Tại vì tất cả những cái sản phẩm này rất là hoàn hảo, nó không có gì để chê được hết. Là khi mà một cái khách á, em nghĩ là khi mà người ta xài một cái sản phẩm mà đắt tiền ha, người ta cũng sẽ thấy được cái giá trị của nó lâu hơn. Còn ví dụ như giống như anh nói đó, là khi mà người khách người ta mua đồ, cái con số người ta bỏ ra người ta quên, nhưng mà cái giá trị của sản phẩm thì người ta nhớ hoài. Ví dụ như lúc trước mà mình mà ví dụ như một người khách mà mua một cái nến ví dụ như có 200 ngàn thôi, nhưng mà về đốt nó không cháy là người ta quên là cái số tiền người ta bỏ ra 200 ngàn rồi. Nhưng mà sau này người ta nói, người ta cứ cầm lên về cái nến nó hoài. Còn bây giờ nếu mà người ta mua một cái nến 2 triệu thì nó đắt hơn gấp 10 lần, nhưng mà cái chất lượng người ta xài rất là tốt và lúc đó người ta sẽ nhớ mình lâu hơn. Bây giờ là em thấy khách nào mà xài quen đổ baccarat hoặc là mua những cái bàn ghế chất lượng vậy là chỉ có quay lại mua thêm thôi. Người ta không có đổ cái sản phẩm khác được. Em thấy không có mua cái sản phẩm nào khác mà cái dòng nó thấp hơn luôn. Em cũng tức hồi xưa có những khách mà tao bỏ ra một cái số tiền nó nhỏ nhưng mà tao đòi hỏi quá cao. Sau khi mà em bán xong rồi, phải xong rồi, bán xong đem tới đó xong nó bị nhiều cái vấn đề nữa, em phải giải quyết nó sâu cái vấn đề đó nữa. Thì khi mà mình bán cái hàng này thì chất lượng đã có, mình chỉ ra những cái nào điểm mạnh của nó và giá trị của mình đưa ra thì khách hàng sẽ chốt phía chỗ đó, người ta hưởng thụ luôn. Người ta sẽ nhớ cái quality mãi mãi hoài. Cũng đó là cái mà anh hướng đến từ đó tới giờ, có nghĩa là anh muốn một cái sản phẩm rất là hoàn hảo, người ta enjoy một cái hoàn hảo chứ không phải enjoy một cái giá tiền rẻ tiền. Có nhiều người ta mua đồ người ta mừng lắm, ô tôi mua được cái ghế này rất là rẻ và sau đó cái bị hư cái là bực mình, lúc đó cũng quên bao nhiêu tiền rồi. Có người nào mà mua đồ mắc tiền người ta xài, người ta, lúc đó người ta nói trời cái ghế này ngồi sướng quá, quá đẹp mà tôi xài 10 năm mà nó cũng còn đẹp nữa, nhưng mà không biết giá hồi đó bao nhiêu tiền tôi quên rồi, nhưng mà bây giờ tôi chỉ nhớ cái quality này quá tốt. Cái đó là cái mà anh cứ nói là giá tiền người ta sẽ quên mà chất lượng người ta sẽ nhớ mãi mãi. Thôi qua cái khu vực này là mấy em nhớ là có cái kho chưa ta? Đi đây là thảm. Trước khi cái kho đó là còn cái gì đó em, cái chỗ này là gì biết không? Phòng vệ sinh cho nhân viên nữa. Ở đứa này có em ngủ ở đây. Trước này có một cái bồn cầu, em chắc em quên luôn rồi đó. Ở đây là có cái bồn cầu nè, có mấy cái tủ mà chúng tôi em để đồ vô đây nè, rồi mấy cái locker ở đây. Cái chỗ này là vô là anh thấy là quá dơ luôn á. Giường hai tầng ngủ. Hình như có một người quản gia ngủ trong cái phòng này, em nhớ không? Dạ. Bây giờ cái giường tầng của em là ở đây nè Khánh. Ở đó chị vô chị thấy em nằm đây ngủ chị hết hôn. Lúc đó em làm đúng rồi mà có mình em đó. Em vừa bương em vừa bán xong rồi em phải tranh thủ là chạy vô đây ngủ liền. Ngủ khoảng 15 phút rồi. 15 phút rồi, em phải canh rồi. Em phải để chung qua thức là canh đúng 15 20 phút rồi em phải chạy ra làm tiếp. Làm tiếp em làm đến chiều để làm cái thời gian đó là mình sửa với này kia là em phải như tính sao mà mình ăn ít nhất mà ngủ nó cũng phải vừa đủ để đảm bảo ngoài. Cứ luôn phiền chạy liền ngủ xong chạy ra vậy. Hồi đó nghe nói em chui vô cái bồn mà chỗ cắm bông em tắm em rửa đó luôn đúng không?
như thợ hồ luôn. Đúng rồi, hồi xưa á. Em là luôn luôn đi qua shop hoa, tại vì em là hồi xưa là em phải bưng hàng. Là em mặc áo đen thì khi mà anh sửa là mấy cái mà bột á nó sẽ dính lên áo em á, nó trắng bóc rồi. Mà ngày nào em cũng phải đem thêm một cái áo thun á. Em biết bữa đó là có việc làm mà em phải cởi áo thun, em mặc áo thun xong. Có bữa nào em không có áo thun á thì em phải chạy qua shop hoa em ngồi em tắm nè. Em ngồi coi. Lúc em đó là anh đang sửa tầng 1 á. Mấy con gái nó cứ đứa bu cái tiệm mua hoa, nó cứ dòm cái đứa nào tắm luôn. Ghê vậy ta. Có không? Giống như là sexy show vậy đó. Ghê vậy ta. Hàng có nhiều thứ trong tiệm mình xảy ra mình không biết luôn nha. Hàng kia là em đắt show lắm luôn. Chiều nào em qua tắm. Cực phẩm hết thôi. Đang kể khổ hay sao vậy? Đang kể khổ. Anh khổ lắm anh ơi. Nhưng mà anh nhớ là lúc thời gian đầu thì đúng là mấy bạn làm việc nó nhiều công sức hơn. Mấy cái đồ nội thất này anh vẫn còn nhớ mà anh Khánh rồi với mấy bạn mà team 3D phải xuống bưng đồ thất nhân hữu. Kiến trúc sư mày cứ vẫn phải xuống đây bưng đồ mà em biết cái đồ này bây giờ em thấy đó. Bây giờ thì mình vận chuyển gần tới 10 người bưng mà hồi xưa anh phải bưng. Bởi vậy bây giờ anh hiểu lắm. Kiểu hết tất cả những cái đồ này. Bởi vậy các bạn nhìn thấy không? Một cái vị trí, một cái tiệm nội thất ở Thao Điền hôm nay rất là đắt tiền. Một cái khu vực này mà tự nhiên cuối cùng làm gì là một cái kho. Bên đây cũng cái kho, bởi Thái Công phải đầu tư tiếp tục và phải đập cái kho này đi, đập cái giường của Khánh bỏ đi và biến thành một cái phòng showroom. Và các bạn biết Thái Công đứng trong cái phòng này là cái chỗ cái góc này thôi là một cái giá trị biết bao nhiêu. Thêm một cái đèn baccarat nữa 2 tỷ. Cái bàn này 300 triệu. 300 triệu. Cái tủ này 750 triệu. 750 triệu. Cái một cái sofa này 490 triệu. Rồi em rõ nhớ hết tên. Yeah, nhớ hết luôn. Đây là hai cái là 1 tỷ nữa. Yeah. Có nghe cái phòng này chắc cũng khoảng 10 tỷ rồi đó. 10 tỷ trong cái giá trị trong cái phòng này. Một cái phòng thôi. Quá sức hả? Yeah. Vậy có thấy không, có làm tiền bao nhiêu là bỏ vô những cái sản phẩm này hết rồi. Nhưng mà mình không mua cái này về á, ai mà mua. Và baccarat là nó và mấy em biết mà anh là thích mua hàng về trưng chứ anh không có thích kiểu mà ký gửi, phải không? Lúc mà mình ban đầu có rất là nhiều người cứ đem đồ là thích đến công ty Việt Nam là kêu anh ký gửi, anh rất là ghét kiểu đó, tại vì tất cả những cái sản phẩm ở trong đây là anh mua hết và cái đó là tiền của mình và đồ của mình. Và lúc mình bán á, mình có bao nhiêu là của mình hết. Còn mình ký gửi á, là mình như khi mình quên nữa. Cái này không biết cái này ký gửi cái kia, xong rồi cái cuối tháng cái mình phải chuyển cho người này, chuyển người kia. Và lúc đó chắc là mình cũng xài hết rồi. Yeah. Đúng không? Bởi vì anh không có thích cái kiểu mà ký gửi. Tất cả sản phẩm đây là anh muốn mình bỏ tiền trong túi ra mình đầu tư. So, qua cái góc này một cái đi hả? Nguyên cái đó là cái kho hả? Và anh cũng làm luôn thành cái showroom đó em. Hả? Bây giờ không còn kho trong đây luôn. Yeah. Bạn biết vị trí ở đây là rất là đắt tiền. Mà bây giờ mình lấy cái này mình làm kho, bây giờ mình phải nghiên cứu ngoài. Anh phải nghiên cứu tất cả những cái phòng này là thành showroom hết. Hả? À. Cái giường này mới về. Dạ đúng rồi, mới về. Đồ đặt về nhiều nó mà anh không thấy hết nè. Dạ đúng rồi. Quá đồ nhiều. Ngay còn ở trong kho còn chưa trưng bày ra hết đó. Yeah. Quá đồ nhiều. À. Không tương tự luôn ha. Thôi chắc là bây giờ anh với Huy lên trên lầu xem một vòng ở trên là sao. Dạ. Yeah. Rồi Thác Cao cũng dẫn các bạn lên lầu 1 trước đó là sao. Yeah. Các bạn xem những cái hình cũ. Anh còn mấy cái phim nè. Mấy cái phim anh quay không tương tự ra. Yeah. Wow. Mấy cái chỗ này hôm nay nó khác hẳn không? Dạ. Yeah. Lúc trước là nhà hàng mình rộng ra tới cái chỗ này luôn á. Tới đây luôn, và qua luôn bên kia. Dạ. Yeah. Và luôn bên đây luôn là hết là nhà hết. Ừ. Bây giờ là thành showroom không? Bây giờ thành showroom. So lúc mà nữa cái nhà hàng ban đầu là tên là My Mamid, là chỗ này là cái bàn ghế đúng không? Dạ. Bàn ghế. Ở đây cũng bàn ghế. Bàn ghế hết. Không có cái tường này mình nhìn ra hết được. Dạ. Và ở đây thì mình nhìn ra ngoài không có cái tường đó. Nhưng mà sau đó anh cũng thay đổi một lần nữa là cái chỗ này là có cái tủ màu đen mà anh đem tên cái villa tối xưa anh đem qua đây em nhớ không? Anh muốn làm một cái thư viện bự đó. Yeah. Thì lúc đó mình cũng thay đổi bàn ghế lại luôn. Yeah. Mới ban đầu là mình thay đổi mấy lần ta. Mới đầu là mấy cái băng ghế màu trắng ngồi hơi bị edit vô tí. Cái sau đó cái khách mới mang vốn cái anh mới đổi thành mấy ghế may. Yeah. Rồi sau đó mình mới cái tủ đen này thì anh mới gọi cái ghế màu đỏ theo kiểu mà Paris một chút xíu. Lúc đó kiểu nó sang trọng hơn chút xíu. Coi như là khoảng 3-4 lần thay đổi nhà hàng. Yeah. Mà nói mà mỗi lần mình thay đổi nhà hàng sang trọng hơn thì cái khách đó càng ngày càng ít đi nữa, là khách đây vô người ta càng ngày ta sợ. Yeah. Mà thử cái phong cách mà đầu tiên á thì không phải là phong cách của mình đúng không? Yeah. Cảm giác mình thích kiểu mà nhờ vô đây không gian mà có nhạc rồi người đẹp, người ta ăn uống cà phê, người ta ăn bánh rồi đó. Yeah. Nhà hàng xong rồi, hàng
Dạ. Rất là happy. Khách tới khen nhà đẹp, đồ ăn ngon. Và khách ai cũng rất là đẹp, rất là fashion. Không, ban đầu anh với em là cũng thích làm nhà hàng. Tự nhiên nếu mình một cái nhà hàng mà thành công á, yeah, thật sự là mình cũng thích. Yeah. Bởi vì mình cũng muốn làm nhà hàng để cho khách vừa đến đây uống cà phê và đi coi nội thất. Mà thật sự nếu mà nhà hàng mà tự nuôi được nhà hàng á thì anh thấy cũng ok. Yeah. Rồi em nhớ có cái đờn đây nữa không? Dạ có. Có hả? Phải đi mua một cái đờn piano bự hơn bự luôn. Để cho mỗi thứ 6, 7, chủ nhật là có người ngồi đánh đờn piano rồi đó. Rất là mình đầu tư cũng rất là nhiều ha. Dạ. Ông công ty mình càng ngày càng phát triển mà em thấy không có diện tích nào mà đủ cho mình hết trơn á. Dạ. Bởi vì mấy cái nhà hàng này mình phải dẹp hết. Anh thấy cũng là đúng rồi. Bỏ được nguyên cái phần nhà hàng này là coi như là mình thêm được một cái phần phòng khách nè. Rồi thêm một cái bàn ăn ở bên kia nữa. Chừng được quá trời đồ nội thất luôn. Cái bàn này là cái bàn của Akha đúng không? Dạ. Cái bàn này rất là đẹp, cái bàn nhỏ xíu. Ừ. Cái bàn này bao nhiêu tiền em? Như là khoảng 130 mấy triệu. 130 mấy triệu, yeah, là 7.000 đô la. Dạ. Mà em tưởng tượng cách đây mà 6 năm trước anh nói với em là mình sẽ bán một cái bàn mà 160 mấy triệu. Em có tin không? Cũng không dám tin. Hay là anh nói với em là mình mua cái đèn Baccarat này về mình bán 2 tỷ mình phải bỏ tiền ra mình mua mình treo lên. Dạ. Chắc lúc đó em nghĩ là chắc anh không được bình thường nữa. Dạ, chắc hồi hộp chết luôn. Tới bây giờ vẫn còn hồi hộp. Tại vì khi mà mua những cái món đồ mà đắt tiền như vậy thì mình cũng mong là có khách để mình bán những cái sản phẩm này. Không, chỉ ban đầu anh thấy hợp chứ hôm nay anh thấy không hợp chứ. Anh dạ, thấy thầy Vân như nó Khánh nó bán nhiều Baccarat vậy không vậy cơm tươi. Hiện nay là Thái Công treo khoảng 6 cái đèn chùm Baccarat trong tiệm Thái Công. Thì cái đây là cái đèn mà mắc nhất trong tiệm mình. Dạ. Cái đèn này là 4 tỷ đó. 4 tỷ. Dạ. Dễ sợ ha. Nhưng mà có nhiều người vào người ta còn chưa hiểu cái phong cách này nữa. Cái tình nữa, dạ. Bởi vì hôm nay Thái Công treo một cái đèn mà 4 tỷ mà có người khách mua thì các bạn thấy Việt Nam chúng ta phát triển không phải là kinh tế không mà từ cái tư duy và cái thẩm mỹ nữa. Dạ. Nó phải đi chung hết một lượt. Vậy trước đó mình 6 năm trước mình mở cái tiệm này chắc là thất bại. Dạ. Các bạn thấy có thể là một cái sản phẩm rất là đặc biệt, một cái địa điểm sai và một cái thời điểm sai thì bán cũng không được. Em nhớ cái hình này không? Dạ, yeah, nó có cái từ hình, ban đầu luôn á. Từ ban đầu luôn, hồi đó là anh treo chỗ cái nhà hàng bên đây đây. Dạ. Yeah. Mà cái hình anh có từ trong Villa Tú Xương luôn á. Hình anh đi theo mình hoài hoài luôn á. Rồi là cái hình này hình như nó có đem hên cho mình không ta? Chắc vậy. Trái tim mình... không? Love and peace. Mình đâu có bán đâu, mình chỉ chân thôi. Chân thôi á. Ủa cái bình bông Baccarat mà sao nó bự khủng khiếp vậy? À, cái này là cái size bự nhất luôn. Dạ. Yeah. Nó nặng khủng khiếp. Thật sự mình đi biết bao nhiêu tiệm trên thế giới này nội thất. Yeah. Mà anh chưa thấy một cái tiệm nội thất nào mà để đồ Baccarat nhiều như mình đấy đúng không em? Dạ. Bên đây cũng có cái đèn đẹp nữa. Ừ. Cái đèn chế banh này ha. Hồi chắc bây giờ mình qua nhà hàng nha. Dạ. So, Thái Công dẫn các bạn qua bên nhà hàng. Thì trước đây là không có cái tường luôn. Và ở đây mình mới làm một cánh cửa. Thái Công đang đứng trước tiệm. Thái Công ở Sài Gòn. Chỉ đang giai đoạn nâng cấp cái tiệm nó đẹp hơn nữa. Và đập tất cả những cái tường, cái cổng xuống. Và các bạn cho Thái Công cho các bạn đi xem một vòng. Đây là bình thường là khu vực nhà hàng ở bên đây. Bên nhà hàng ở đây là bên đây là hồi xưa là một cửa chính. Và nguyên cái khu vực này sẽ thay đổi hết. Bây giờ mình đi vô thử cái lối đi này. Cái đường này là bên sẽ đóng. Và Thái Công sẽ thiết kế một cái phong cách khác. Đây là khu vực nhà hàng. Bên đây hồi xưa là cũng có một cái tấm màn rất là bự. Và Thái Công xây lại cái màn này. Hồi xưa là có hai cái lá sách màu trắng ở trong dòm ra và hai cái lá sách này cũng hoàn toàn bỏ luôn. Và mình sẽ xây một cái cửa sổ mới. Ở đằng sau lưng Thái Công đây là hồi xưa có một cái quầy bar màu trắng. Và cái quầy bar này Thái Công không xài nữa. Thật sự bây giờ ai muốn lấy cái quầy bar này Thái Công sẽ cho. Và nếu mà người nào muốn tự lấy thì chạy qua liền lập tức và Thái Công cho cái quầy bar này. Đằng sau lưng hai cái tủ rượu đang hạ xuống. Các bạn nào muốn lấy thì Thái Công qua đây Thái Công cũng cho hai cái tủ để đề co để rượu treo trong nhà bếp cũng được, cũng không bên đây không xài nữa. Các bạn thấy rằng cái đầu nó rằng nhằm dưới đất là rất là ổn không? Good mood, good food, good life.
Và chưa cái nhà hàng rộng ra là có cái khu vực vườn đại thụ này cũng là phá bỏ luôn. Và Thái Công sẽ thiết kế kiểu mới. Tiệm Thái Công thì các bạn đến là nó rất là có nhiều phòng. Nhiều phòng rồi là các bạn đi theo từ phòng thì sẽ cảm nhận được cái thiết kế nội thất nó nhiều hơn. Và sản phẩm càng ngày càng đẹp lên. Đây là khu vực nhà hàng em nhớ không? Dạ. Bây giờ nó khác hẳn hả? Nhưng mà cái này mình còn nè em. Hồi xưa là em nhớ có anh làm cái quầy mà có bán đồ tươi luôn không? Nhớ không? Nhưng mà chất liệu khác luôn. Chất liệu khác. Làm đá marble khác. Yeah. Sorry anh Huy, có khách tới. Có khách. Ok, chắc là anh đi nói chuyện tiếp với Vũ nha. Em đi qua tiếp khách. Ok. Ủa? Okay. Qua họp đi. Khỏi cũng được. Dạ, gắn rồi. Ok. Ok, cảm ơn em. Dạ. Anh đi tiếp khách nha. So. Ủa trước đó là em cũng phải làm bên nhà hàng đúng không? Dạ, em làm được 9 tháng. 9 tháng hả? Mà lúc mà em làm nhà hàng là có cái này chưa? Có rồi, nhưng mà nó chưa có cái kiểu ghế này. Hồi xưa là anh chơi cái ghế nhung màu đỏ đó. À so. Kiểu nó linh, nó giống như cái lounge hơn, xong rồi mình ngồi nó hơi xuống. À có nghĩa là lúc mà em làm đây là anh đã đổi một lần một ghế lần. Rồi nữa. Có nghĩa là trước đó là anh đặt hết cái nhà hàng này, anh mới làm cái nhà hàng này lại. Rồi cái ghế đó là ghế bằng nhung mà hơi hồng hồng đúng không? Nhung rồi, dạ. Rồi có mấy ghế màu đỏ đỏ đây. Dạ đúng. Cái từng cái bước khúc đầu là nó chung hết luôn anh. Có nghĩa là nó không có một cái sự riêng tư. Xong bắt đầu anh mới nói là thôi bây giờ mình, anh muốn nó riêng tư hơn, xong anh xây lại thành những cái bước, chẳng hạn như 6 người, 4 người, 2 người, bắt đầu anh làm màn lại. Xong bắt đầu anh thấy, tự nhiên anh thấy ngoài đường nó không có đẹp. Anh thấy cái nhà hàng anh nó không có xứng đáng cho khách ngồi trong đây mà nhìn ngoài đường. Tại vì nó dây điện tùm lum la, cái anh làm màn bít hết luôn. Cái gương này ban đầu cũng chưa có đúng không em? Anh mới làm cái gương này lại. Làm gương lại rồi xong rồi cái dành anh mới làm thêm. Và mình anh đổi cái đèn này cũng hết một lần rồi. Dạ, cho anh đầu tư cái nhà này cũng nhiều nha. Anh đầu tư hoài luôn mệt đúng không? Cái anh làm hoài cái xong khách người ta tới người ta tưởng mình đổi chủ. Mấy cái lo nhà không là anh không biết đầu tư biết bao nhiêu lần luôn á. Tại anh muốn nghe nhạc nhưng mà anh không muốn cái nguồn gốc nhạc từ đâu ra. Đúng. Bởi anh gắn trong cái nhà này, cái phòng này hình như là tới mười mấy cái lo nhỏ đó. Nhưng mà các bạn cũng biết là Thái Công đang chuẩn bị đập bỏ cái nhà hàng này đi. Tất cả là cái đầu tư này bây giờ mấy ghế này đâu có bán được đâu. Mấy cái này hồi sáng này là anh kêu cho nhân viên hết chân em. Rồi bây giờ mấy cái bàn, một cái bàn tròn, cái bàn này anh giữ lại. Còn cái ghế này là chắc là để coi có thể là mình bán một cái ngày nào bán sale thì mình bán rất là rẻ luôn, chắc là anh phải bớt tới 70-80% ha. Còn mấy cái này là em phải đập bỏ hết, mấy cái đá bỏ này đập bỏ hết. Chắc là phải đầu tư cái sàn lại, thì cái đá này dưới mà mình đập lên á là cái sàn nó hư và anh phải lót sàn mới lại. Nhưng mà cái chỗ này là anh bít cái tường lại luôn nha. Cái là nguyên cái group này là anh giữ lại. Và anh giữ lại luôn luôn lại đây cái. So, luôn là em làm cho anh bao nhiêu lâu rồi luôn? Em làm hơn 2 năm rưỡi. 2 năm rưỡi anh. Như vậy anh đóng cửa nhà hàng nhưng mà em làm cho anh tiếp tục để em dịch vụ anh với khách ăn buổi trưa. Rồi nhiều khi buổi trưa là có nhân viên ăn ở bên kia thì em phục vụ bên mấy nhân viên anh bên bển. Mốt là nhân viên ăn cái cafeteria kế bên đúng không em? Dạ đúng. Dạ. Và cafe đủ cho hơn 50 người không? Không đủ mà phải ăn 2 lần thôi. Ăn 2 lần hả? Ăn 2 group vậy. Dạ. Và anh giữ luôn cái đội ngũ nhà bếp luôn. Dạ. Để nấu ăn cho team và nấu ăn cho anh. Cũng sướng chứ hả? Ăn cho anh là chủ yếu. Ok. Good luôn. Em nhớ hồi xưa anh có một cái khu vực outdoor luôn mà bố. Có nghĩa là cái chỗ này là cái là ở ngoài trời rồi đó. Có lẽ hồi xưa anh đó còn cái cửa đây nè mà không ai ngồi hết trơn, nắng quá mà. Xong rồi cái chỗ này anh có làm, sau đó anh mới bít kiến lại anh làm cái cửa ở đây. Rồi em có nhớ cái chỗ này anh có làm một cái quầy bar không?
mấy anh hồi xưa cũng có cho em coi hình, em cũng thấy rất là lạ mắt, không ngờ, ý là không ngờ tại sao bây giờ nó được như vậy, không biết. Mà cái này, nhà hàng này anh mới làm có 3 năm thôi. Em thấy người ta mà đầu tư một cái nhà hàng này là bắt biết bao nhiêu năm người ta mới lấy cái vốn lại. Mà bây giờ anh mới làm có 3 năm mà chưa lấy vốn lại và anh đã đập bỏ đi rồi. Tôi mới vô làm á là nói thật sự là nhiều người rất là bực anh. Tại vì thấy anh cứ đổi hoài, mọi người cứ không có biết đâu mà lần á cứ thấy anh đổi hoài. Nhưng mà riết em cũng thấy là tại vì anh thấy cái đầu nó not working. Xong mà anh cố gắng thử tiếp. Rồi nếu mà anh không thay đổi thật sự cái công ty mình hôm nay nó cũng không phát triển tới ngày hôm nay. Vì anh cứ nhìn thấy là cái ý tưởng nó hay, yeah. Nhưng mà cái thực hiện nó không có được hay lắm, yeah. Và khách hàng người ta cũng không có nhận cái đó. Và cái doanh thu nó cũng không nhiều đến nỗi mà mình phải duy trì nó tiếp tục. Nhưng mà cái công việc của anh là công việc chính là cái thiết kế nội thất. Thì bên kia là quá nhiều công việc mà đang cần diện tích nữa. Bởi vậy cuối cùng anh quyết định là đập bỏ cái nhà này đi. So một hồi bữa anh mới vừa bước vô đây có một người khách cũng nghe anh đóng cửa nhà hàng hỏi liền là mấy cái đồ này anh có thanh lý hay không, anh nói không, mấy cái đồ này anh tiếp tục xài sẽ tiếp tục là cho anh với những mấy người khách. Nhà biết lúc mà anh đầu tư vô cái chén dĩa này á là Huy không chịu luôn, em nói cái chén dĩa này mà anh đầu tư vô nhà hàng mà tất cả là anh bỏ hết $30,000 mua chén dĩa cho nhà hàng. Mà Huy nói không ai mà làm nhà hàng mà bỏ rất là nhiều tiền để cho vô chén dĩa. Nhưng mà anh cứ nghĩ rằng là nếu mình muốn bán tách dĩa này trong tiệm mình, showroom mình á, thì phải mình cho người ta trải nghiệm. Rồi cái bình trà này bao nhiêu tiền? Khoảng 10 triệu. 10 triệu bình trà mà anh phục vụ cho nhà hàng ở trong đây. Yeah. Mà tính luôn mấy cái tách ở trong đây nữa. Có là một cái bộ set mà người ta uống trà á, là mình bán ra ít nhất chắc cũng khoảng $1,000-$2,000 không ta? Khoảng 1,000 anh. Tại vì thêm cái này, thêm cái này, cái này. Còn 1,000 không đủ đâu, cái này đã 500 rồi. Cái tách dĩa này là hết 2 triệu mấy. Mà 2 người uống chắc là cũng khoảng 2,000 á. Cỡ đó. 2,000. Dạ. Mà bữa giờ em có nghe bên nhà hàng có làm bể chén dĩa nhiều không em? Dạ có. Vậy hả? Ấy là không phải bữa giờ mà đó giờ chứ thì cũng có sai suất xảy ra chứ. Hầu như mình anh có đặt thêm một lần rồi đó, anh nhớ. Dạ đúng, dạ đúng. Có đặt thêm một lần đúng không? Bởi vậy. Wow, bởi vậy người ta làm vì đam mê hay sao ta? Nhiều người nói vậy mà. Yeah. Nhưng mà anh cũng nghĩ là phải cho khách hàng người ta trải nghiệm một cái không khí, một cái đẳng cấp như vậy. Mình bán đồ nội thất cả chục ngàn đô la, mình bán dĩa này nhưng mà mình cho khách hàng ngồi đây uống sứ rẻ tiền hay sao? Dạ đúng. Cũng không hợp lý đúng không? Không hợp lý. Không hợp lý vậy, bởi vì cái không gian mà sang trọng như vậy thì cái chén dĩa nó cũng phải đắt tiền luôn. Vậy anh phải đầu tư cho đây để cho người ta trải nghiệm. Oh, luôn, cảm ơn em. Cảm ơn em. So. Em nhớ không, anh cũng định làm ly baccarat trong nhà hàng hết á. Hiện tại thì mình phục vụ champagne bằng baccarat. Mà hôm bữa em nhớ là anh tính thay hết luôn. Uống một nước suối hay coca gì là xài hết ly baccarat rồi. Để sẵn trên bàn luôn. Dạ. Không, nếu mà thật sự nguyên cái nhà hàng mình mà toàn là baccarat không, mà first đẹp không á, cực kỳ đẹp. Thật sự nếu mà khách mà ta nhận được mấy cái đó á, anh làm liền lập tức. Nhưng mà thật sự không có đủ người để hiểu biết mà người ta appreciate nguyên một cái nhà hàng mà xài cái này. Và anh nghĩ cái sản phẩm mà cái ly này giống như là một cái trái cherry mà ở trên cái bánh á. Mình phải có cân bản hết rồi mình mới để cái trái cherry trên chảnh. Vậy người nào mà đã xài ly baccarat này thì anh nghĩ là người ta phải rất là tinh tế và người ta phải có rất là nhiều người ta mới chịu đầu tư vô cái này. Vậy Thái Công dẫn các bạn lên lầu phòng thiết kế. Em nhớ phòng thiết kế trước đây là sao không? Không, tại lúc em vô làm nó giống như vậy. Ok, Thái Công dẫn các bạn lên phòng thiết kế nha. Là lúc mà cái tiệm Thái Công còn đặt mà The Warehouse by Thái Công á, là cái cầu thang này là từ ban đầu Thái Công xây lên. Trước đó là cái tầm phải đặt ra. Và cái cầu thang của cái nhà này là nó nằm ở cái góc á, cái chỗ mà cái tiệm bông á, cái góc mà bán bông á, là hồi đó cái cầu thang ngay chỗ đó. Và Thái Công phải đặt cái đó đi và xây nguyên cầu thang bự lên đây. Và cái cầu thang này kết nối từ tầng trệt lên tới tầng 1. Dạ, yeah. Chỗ này 6 năm qua không biết thay đổi biết bao nhiêu lần ha. Trước đó là Thái Công cũng không có cái miếng kiến này, không có bức tường này. Cái đó phòng làm việc của Thái Công hôm nay á, là trước đó là cũng cả phòng thiết kế. Và tất cả không gian đây là không gian mở hết. Bước vô đây là thành nguyên một cái khu showroom nội thất, đồ để rất là đầy. Với phong cách là giống như là The Warehouse, cái nhà kho vậy đó. Nhưng mà bây giờ muốn trình bày những cái sản phẩm nội thất mà rất là đắt tiền thì phải làm những cái không gian rất là đẹp. Hello. Rồi cái team thiết kế này. Rồi Thái Công giới thiệu các bạn Hũ là ai ha? Hũ. Hũ là biết bao nhiêu người theo coi YouTube đã biết Hũ rồi đúng không?
Hữu em làm cho anh cất cao bao nhiêu năm rồi ta? Ờ, công ty anh Thế Công thì đầu tiên là làm ở Tú Xương. Tú Xương có nghĩa là trước khi mở tiệm này đã, em đã làm cho anh rồi đó. Dạ, trước đó là em đã làm cho anh. Em biết anh mở cái tiệm này bây giờ bao nhiêu năm chưa? Bây giờ là 6 năm rồi đó. 6 năm, sắp ăn sinh nhật. Sinh nhật rồi đó, làm 12 tới tháng 6, 2015. Là đúng 6 năm em. Và em làm bên Tú Xương bao nhiêu lâu? Em làm từ tháng 10 năm 2013. Tức là tháng, cũng được 2 năm đó. Được 2 năm, có là 8 năm, đúng không? Có là sau 10 năm là được tặng một cái đồng hồ Rolex đúng không? Quá sướng luôn. Quá sướng hả? Tụi anh nghĩ là cái đó một cái thưởng, anh cũng rất là cảm ơn những người mà như em là làm cho anh đồng hành mình rất là lâu đúng không? Dạ. Nhưng mà em nhớ lúc mà mình dọn qua đây á, em nhớ cái phòng ấy là sao không? Nó chưa có gì hết. Nó như là cái kho, hồi đó có văn phòng cho nó dơ khủng khiếp luôn. Đúng, nó hôi, nó đập xuống hết luôn. Và lúc đó là anh phải bỏ ra là 4 tháng anh chạy qua đây cứ sửa hoài, nhớ không? Dạ. Rồi lúc đó làm cũng làm mọi mình đập hết rồi làm mấy cầu thang này là không biết bao nhiêu công sức rồi đó. Rồi sau đó phải đập đi rồi làm lại nữa. Thì cái công trình này lúc trước nó không phải gì anh. Lúc trước thì anh bỏ cái vị trí cầu thang cũ, xong rồi anh mới thiết kế cái khu vực cầu thang ở chỗ này lên từ hai hướng. Hồi đó thì tụi em còn làm là mặc dù là làm trong văn phòng kiến trúc nhưng mà là còn phải là xăng tay áo lên, là còn phải đi bưng đồ rồi khui pallet rồi xếp đồ với anh Thế Công. Rồi hồi xưa là có Hiếu với Phúc cũng làm em nhớ không? Dạ. Rồi em là phải bưng mấy cái đồ lên đây, trời thấy quá cực luôn á. Anh có vài cái hình mà bên Tú Xương á, là không biết em có nhớ không, là trước khi mà mình qua đây là anh cũng thí nghiệm bên Tú Xương anh làm cái showroom. Có cái phòng khách mình anh sơn lại màu đỏ em nhớ không? Dạ, nhớ. Anh sơn lại màu đỏ rồi anh để đồ nội thất vô rồi sắp xong anh mới thử thí nghiệm cái showroom. Dạ. Dạ. Rồi sau đó mà anh mới mở bên đây. Trời, một cái quá trình em thấy dài không ta? Em thấy dài không? Nếu mà kể lại từ thời điểm đó bây giờ thì nó cái giai đoạn nó đủ dài anh. Nhưng mà từ như giờ em hình dung nó, từ như nó quen cái rẹt á, nó nhanh lắm luôn. Từ cái hồi mà anh nói em nhìn còn trẻ mắt mà bây giờ nhìn giờ em già luôn. Dạ, đúng rồi, nó trẻ lắm luôn á. Dạ. Dạ. Để anh cho các bạn xem cái hình hồi xưa ú ra sao. Anh đừng cho xem cho. Thấy không, nhận ra nó như như con nít gì đó em biết không? Con nít gì đó. Dạ, bởi vì bây giờ là có vợ, sắp có con nữa ha. Dễ sợ, một cái quá trình rất là dài. Bây giờ team thiết kế mình đã càng ngày càng lớn ha. Anh thấy bây giờ mấy em này như là tuyển bây giờ là sướng lắm luôn em. Ngồi để có máy lạnh luôn á. Hồi xưa đây em nhớ không có máy lạnh luôn đúng không? Không có luôn anh. Dạ. Có nghĩa là nó rộng quá. Mình ngồi ở trong đây là nó rất là nóng nực luôn em. Tưởng tượng tuyển em ngồi đây mà các ngày ở đây mà cũng sùm đúng không em? Dạ. Tại khách rất là nhiều, cả trăm khách cả ngày đó. Bây giờ mấy em bây giờ là sướng lắm luôn á. Thảo súp và sướng luôn đó nha. Dạ. Còn ở bên đây là thêm một cái team bên đây nữa là Vũ. Vũ là em là bên team 3D luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà em hỗ trợ YouTube team hơn, nhiều hơn nữa. Dạ. Ủa sao em tới 3 cái máy luôn? Dạ tại em phải render nhiều. Dạ. Mà cái máy này bữa giờ anh mới ký thêm mua một cái nữa nha. Dạ. Một cái là bao nhiêu tiền? Dạ một cái này khoảng 4.000 mấy. 4.000 đô la mà nó xài tới 3 cái. Bề cái. 3 cái là cái chỗ này là 12.000 đô la. Mà bữa giờ em làm được có 2 cái phim à. Một cái phim là Park Villa với một cái phim cho Pool Apartment là 2 phim. Nhưng mà tính ra 2 phim, một phim là 6.000 đô hay sao. Và rồi còn được thêm cái máy quạt đây nữa của Dyson. Bởi máy nóng quá đúng không? Máy nóng quá hả? Nóng quá em ngồi như ngồi trong sauna vậy. Hình như là Thảo cũng đã lên cái bẻ rồi nè. Cái đó, cái phòng đó là ngay mốt là cái nhà hàng mình đây. Rồi Thảo đã render cái khu vực văn phòng ở dưới. Rõ em thích không? Nhưng mà ngày mốt em ngồi đây có mốt fan hâm mộ, người ta đứng trước cửa người ta sẽ dơ bảng lên nha. Hủ, mốt mà em làm việc ở đây là chắc là người ta đứng ta dòm vô được hết á. Dạ. Là anh hú kia. So, vậy là cái chừng nào mình làm cái này em? Sẵn sàng hết rồi. Sẵn sàng hết hả? Dạ. Vậy là xây cái này chắc cũng khoảng một tháng không? Dạ. Tháng hả? Lâu nhất là khối lượng gỗ. Dạ. Thì là tháng là thời gian nó dự kiến là nhanh nhất thì là một tháng. Dạ. Có nghĩa là mấy cái bàn ghế là phải làm lại hết. Dạ. Dạ. Bây giờ em muốn đi theo anh hôm qua cái showroom bên đây. Dạ. Hả? Ủa em nhớ đó, chứ đó là sao? Thực ra cái showroom đó bây giờ là em muốn nhớ bao nhiêu option rồi anh. Bao nhiêu option? Dạ. Dạ. Anh xưa cũng nhiều quá. Nhiều hả? Hồi xưa là khách lên đây là em nhớ luôn luôn cái khu vực này là trống hết. Dạ, open hết, thấy hết luôn.
tôi có hai cái tường này đúng không? Dạ không có. Dạ. Bây giờ đầu tư hết cái khu vực này. Ừ. Wow. Dán tường này mất tiền lắm em. $6,000 $6,000 cái là dán tường hay phải ra 6,000 ra trong cái phòng này. Chắc là anh cũng chuẩn bị thay nữa, tại vì cái này cũng hơi lâu rồi, phải thay hoài vậy. À, còn bên đây nữa, hồi xưa cái phòng này là bự hết em nhớ không? Ừ. Mà bây giờ toàn là giấy dán tường không. Yeah. Trên lầu 1 là bắt đầu anh cũng để hàng super luxury rồi đó. Ừ. Là đồ mắc nhất ở trong tiệm mình. Mà trước đó là đi để ở dưới thôi. Ừ. Bây giờ không có đủ nữa, anh phải đầu tư trên đây tiếp tục. Đồ mình rất là nhiều luôn em. Một diện tích sàn nó lớn. Yeah. Mà bắt đầu lên cái tầng là anh đã chuyển qua nó là super luxury hết. Yeah. Ừ. Mà anh đâu có làm từ ban đầu được. Em tương tự cách đây 6 năm mà anh mở tiệm ra mà anh bán một cái ghế này hình như ít nhất chắc cũng là $10,000 cái ghế này. Yeah. Yeah. Hả? Rất là khó ha. Hữu kể mà cái cốt truyện mà công ty anh phát triển á, chắc kể hoài kể không hết hả? Được. Không biết bắt đầu ở đâu luôn ha. Nhưng mà cái kết thúc á, còn khó hơn nữa. Thật sự á, anh không biết như là 6 năm sau cái công ty anh nó sẽ ra sao. Em có thể hình dung được không? Em cũng không hình dung được là 6 năm sau nó sẽ như thế nào. Dạ. Yeah. Ừ. Nhưng anh nghĩ rất là đặc biệt. Yeah. Vì tại anh có một cái tư duy là anh làm cái gì anh phải làm cho tốt, và có bao nhiêu á anh phải đầu tư tiếp tục. Ừ. Anh không bao giờ ngưng đầu tư chứ. Yeah. Có là cái tiệm nó đã đẹp rồi anh phải làm đẹp hơn nữa. Nó vừa làm xong là anh có một cái idea khác và anh làm tiếp tục. Có nghĩa là có cái 6 năm sau không biết cái công ty mình nó sẽ ra sao. Vài điều Thái Cao muốn dặn tới các bạn là phải giữ lập trường. Điều thứ nhất. Điều thứ hai, các bạn muốn thành công thì phải đi những con đường nào mà người ta cũng chưa đi, mạo hiểm một chút xíu. Nếu mà mình mà đi an toàn quá đó thì sợ tới cái thành công của nó chỉ tới đó thôi. Bởi vậy lúc nào cũng suy nghĩ và làm cách gì chúng ta phát triển hay hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã xem chương trình hôm nay. Thank you for watching and bye bye.